FaZe Clan sẽ là người xuất phát ở bên phía City Side, và đây đang là một round thi đấu mà họ chủ động đẩy tới 3 người ở khu vực Connector, cùng với đó là 2 Bichon bắn nhau rất nhiều ở khu vực Bichon, là Kozera có cho mình 3 cái mạng trong chớp mắt. Makelele chỉ đổi được một thôi và còn một mình Crystal không đi đâu cả, và đó là qua ra kill dành cho Kozera. Trận đấu mới trôi ra được qua được có 20 giây, Kozera đã có cho mình 4 cái mặt. Đây sẽ là một round thi đấu đánh lên A đến từ Godsend, và trên khu vực Boxia, Grain vẫn còn một quả smoke cho khu vực A-Shot. Smoke được trả ra vào khỏi tham binh 32 giây là quá đẹp dành cho FaZe Clan rồi. Gần như cửa ngõ A-Shot đã đóng lại cho bên phía của Godsend thì không thể di chuyển qua quả smoke này. Rain đang đứng ở đây và Kroki có mạng thứ 18 nằm xuống rồi, đúng như dự đoán. Rain quá trắng sau quả smoke này, không thể làm được gì, và đó double kill dành cho Makelele. Nico đang có vị trí đứng quá đẹp ở A-Lo, và đó là điểm chỉ 1, 2, 3, tập đếm cùng bé nào, và còn một mình Maiden mà thôi, không đếm được số 4 rồi. 1v2 dành cho Maiden. Headshot tiếp được Olofmeister nhưng cũng bị bắn đinh luôn. 1v1 dành cho Maiden cũng như là Kozera, những thời gian thì đã hết. Và đó round thắng dành cho FaZe Clan rồi. Đại cùng chờ cái tình huống entry đến từ Brokkie, khi mà anh trên tay anh chỉ là một khẩu P250 mà thôi. Nhiệm vụ của Kozera với cả Rain sẽ là đổi mạng. Stego Unflat thất trắng và Brokkie thì cũng vậy. Một mạng này do Stego. Zen là muốn cover nhưng nằm xuống với Kozera rồi. Olofmeister có double kill, và chuyện gì đang xảy ra vậy? Maiden chỉ đổi được một thôi, và đây sẽ là round thi đấu thua Echo đến từ FaZe Clan. Thua Foxby thì đúng hơn, nhưng mà Foxby vẫn còn đến 2 người, không có giáp thì khác gì là Echo đâu. Và Godsend họ đang để cho FaZe Clan lên được con số 15, và Makelele đổi được một đấy. Nhưng mà liệu có làm được hay không thì vẫn là dấu hỏi lớn khi mà FaZe Clan còn 2 người. Không được rồi, và đó là round thắng thứ 15 dành cho FaZe Clan. Olofmeister, Tech9 và Overpass đã từng một thời làm điên đảo cộng đồng CSGO với những cái tình huống rất là huyền thoại. Bây giờ thì sẽ làm tình huống rất bê nhanh rồi, một quả nết khá ổn. Thêm một quả nết nữa được ném ra, nhưng mà vị trí của Zen quá trắng. Ôi, Olofmeister có đến double kill, và đây đúng là dấu chấm hết rồi. Dấu chấm hết dành cho các thành viên của bên phía team Godsend ở trong round thi đấu này. Olofpass đang hiện hữu ở trong cái map theo đầu tiên này. Olofmeister đang tỏ ra là một con cáo quá nhiều kinh nghiệm. Thế Godsend thì làm được gì đây? Chắc chắn là map thi đấu này sẽ kết thúc với tỷ số là 16-6 và thôi. Không có bất cứ một cơ hội nào cả, dù là mỏng manh nhất. Giờ thì Brokkie bắt được Makelele, và còn lại Maiden với 12 máu thì làm sao mà có thể làm được. Dấu chấm hết dành cho các thành viên của bên phía team Godsend với tỷ số là 16-6 thuộc về FaZe Clan ở trong game thi đấu này. Như vậy thì sẽ là một tình huống lên cao, lộ ý rồi, Zen đổi một của Nico. Và giờ thì tiếp tục là một tình huống Maiden cương skill lên, Rain vẫn tiếp tục đổi đi cho mình cái mạng của Maiden. Tình huống này đang là 2v3 rồi, Makelele hạ gục đi Olofmeister thành công. Với việc Olofmeister nằm xuống thì FaZe Clan họ đã không thể di chuyển lên khu vực Secret nữa, đổi hướng về mini rồi. Nhưng trong bom xe đang là vị trí mà Kelele kê lại với một góc rất đẹp, khẩu AK nữa nha. Góc này không phải là góc check, nếu bộ đội FaZe Clan di chuyển hớ hênh thì một mạng nằm xuống là điều chắc chắn. Nhưng mà Makelele lại giạt ra góc đứng hở người trước cơ. Brokkie đang check rồi, vâng, tay quá nhỏ tới từ vị trí của Makelele. Và giờ thì Crystal bị chặn lại bởi một quả lửa. Cái góc đứng vừa rồi ấy, mà cái góc đứng đầu tiên ấy, là góc đứng mà rất ít khi bị có thể là check vào. Giờ bắn lỗi skill này, vị trí của Rain đã lộ ra. Mà thôi, tôi không còn điều gì để nói với khả năng aim của Rain nữa. Bò sao? Lên khu vực Heaven đến từ Kozera và Crystal cùng với video của Maiden chắc chắn là biết những cái điều này rồi. Nếu mà di chuyển về khu vực xe thì sẽ là một tin chẳng lành dành cho bên phía của FaZe Clan. Giờ thì khu vực lobby di chuyển qua, Maiden đã quá tập trung vào khu vực Heaven. Vâng, tỷ số bây giờ vẫn sẽ là 7-4 thôi. Từ một lợi thế 3 vs 4,
Nhưng mà bên phía của team Godsend họ vẫn để thua. Di chuyển xuống ra đến từ Face Clan là lựa chọn của họ. Nhưng Stiko đang có một góc cây bút là rất đẹp. Ô lốp hơi trắng nha. Rain. Cái gì vậy? Bây giờ thì là qua ra kill rồi và chỉ còn lại một mình Nico thôi. Đây là một pha bắn mà chúng tôi chờ từ đầu trận đấu đến bây giờ. Một sách đến 3 bom xe A cho tình huống này. Và bên phía của team Godsend, họ đang giữ đội hình khá là đông người ở khu vực lobby. Và giờ thì quả flag ném vào nhưng không ai trắng cả. Một đầu Nico, mây đêm đổi hai. Bây giờ thì đó không phải là triple kill, nhưng cầu xe ra cũng là 3. Thôi xong rồi. Đây sẽ là round thắng thứ 8 cho bên phía của FaZe Clan tôi. Và giờ thì đó là Rain. Câu Zera làm 3 trong round thi đấu này. Sẽ có smoke được ném ra. Không ai có thể check được vị trí của Nico kia đâu. Và giờ thì Crystal yêu máu đặt được bom thành công. Và sẽ rất bình tĩnh tới các thành viên của bên phía team Godsend thôi. Sủi thành công dành cho Crystal rồi. Và quả bom này đã nhanh đến cửa nhỏ. Bị spam yếu đến từ Crystal và quyết định gỡ luôn đến từ Nico. Được lao ra lấy thân mình lâm lộn cho Mai đến từ Olomaster. Và cuối cùng thì tactic đó đã thành công theo một cách không thể ngờ tới. Olomaster quyết nhảy xuống lấy thân mình che đạn cho người đồng đội của mình gỡ bom. Và điều đó đã phát huy tác dụng khi mà Nico đã có thể gỡ bom thành công. Khả năng rất cao là điều này sẽ xảy ra. Maiden đã đẩy vào khu vực mini. Brokkie có một khẩu ọp kê lại từ trong side. Một mạng dành cho Brokkie. Tràn vào luôn hay không đây? Brokkie headshot được Crystal vậy. Nhanh ôi! Triple kill dành cho Brokkie. Ba thì không bắn không tưởng, nhưng rút bom giữa đường thì phải trả giá. Ồ lốp đang muốn cover cho người đồng đội của mình. Lộ cái đầu đến từ Stiko rồi. Câu giờ là có một góc kê rất đẹp và đó là headshot luôn. Makelele còn một mình Stiko mà thôi. Tất cả đã thay đổi 180 độ với một tình huống bắn off người ngoài hành tinh đến từ Brokkie. Bắn thế thì chịu rồi. Con xe hãng chống nè, nhưng mà có vẻ trận đấu này đang tập toán nơi rồi. Câu giờ là có tình hại đúng hơn là Rain với hai free kill. Maiden tiếp tục cống mạng cho Rain của tôi. Xong trận đấu này, ra trận đấu cuối kết thúc trong vòng 20 giây. Chán game đến từ Godsend rồi. 16-11 trong cái map thiếu thứ 2. Vậy thì Heretic họ đang muốn hướng về khu vực B-Ram. Khi mà Lucky cũng đang dần di chuyển về đây rồi. Có một quả smoke trước để che đi khu vực tower này. Làm gì tiếp đây? Fake bài A một lần đến từ bên team Heretic. Nhìn đây trong tình huống đục xuống Ram rồi. Vị trí Ram, Polovsky sẽ đổi mấy được đây? Không phải là đi xuống Ram, vẫn chỉ là một tình fake thôi. Cuối cùng thì team Heretic sẽ đi ra A. Fake A để giả vờ về Ram rồi lại về A. Rất thách đạo đến từ team Heretic. Nhưng họ có tràn vào đế không đây? Tham chỉ còn 17 giây mà thôi. Nó, người ta bị Maka bắt lại rồi và sẽ là có người trên tower. Rất nguy hiểm cho bom xe A. Red đổi 1. Và bây giờ thì sao nào? Maka đổi 2. Kiyoshima kết thúc điểm Red và đặt C4. Bây giờ là kịp mà không có ai cả lại nữa cả. Chỉ còn lại một mình Twist mà thôi. Twist đã lộ vị trí rồi. Chạy cho nhanh. Còn giữ lại cái khẩu ốp này anh ơi. Và đó sẽ là thắng thứ 7 dành cho team Heretic mà thôi. Một pha đánh bài nó gọi là quá hách não đến từ team Heretic. Sao mà NIP họ cứu được đây? À đây rồi, có một người ở bảng điện tử nhưng một người chắc chắn là không đủ đâu. Lộ vị trí rồi. Tình huống bắn đến từ Red nó đang thiếu đi sự chính xác của anh ta. Còn lại 6 HP mà thôi. Bị các thành viên team Heretic dí vào. Lucky là người có mạng. Bây giờ Plopsky headshot được Tivera thành công. Lucky thì nên chơi cẩn thận hơn thôi. Đặt được C4 rồi. Các thành viên của NIP cũng đang khá yếu máu. Mà cả có được các bạn đầu tiên đấy. Nhưng đã phải nằm xuống bởi Lecro. Wow, một tình huống bắn đê quá tốt đến từ Lecro. Và bây giờ còn lại Lucky. Lucky đã lộ những góc kê này là quá đẹp nhưng không được rồi. Lượng máu là không còn nhiều và đó lại là round thắng dành cho NIP. Heretic 30 giây lại là tổ ngành đánh chậm mờ. Vâng, bò rất chậm rãi vào khu vực. Oh, họ lại bò ngược về Ram chứ không phải là nhà vàng. 20 giây vẫn còn đánh về Ram, thật sự là khó chịu. Nhưng bây giờ bắt đầu tăng tốc độ lên rồi. Không còn ai của NIP kê lại đây cả. Đây có gì anh đang bắn trượt mất viên đầu thì nó là dầm chấm hết luôn. Ngay lập tức là phi vào bom side B đến từ team Heretic thôi. Nhưng còn Plosky ở đây. Plosky đổi 1 rồi, không thể nào đổi 2 được đâu. Góc đó là góc bắn nhau đến chết. Ôi trời ạ, vừa rồi thì đúng 6 giây team Heretic đặt chân xuống B. Và bây giờ thì Nock đã phải nằm xuống. Kyo hạ gục Red thành công. Nhưng Lecro vừa sấy đổi. Kiyoshima đã lộ vị trí rồi. Kiyoshima bắn yếu đi được cái chiều kích. Nhưng không có một quả nết nào cả.
hơi đen đủi, và bây giờ thì Kiyoshima không thể làm được gì hơn nữa rồi. Ở đây Nivera cần phải làm tốt, anh ta bắn được hai mạng thôi. Ngay lập tức thì bên phía của NIP giờ họ có 3 khẩu AK. Hãy nhìn xem cái sự tương quan với súng ống nó là quá nhiều dành cho NIP. Với 3 khẩu AK này họ có cơ hội nha. Làm sao mà đòi hỏi một khẩu Bison trên tay của XMS kết thúc đi được một khẩu AK được. Và chưa kể Twist vẫn còn đang fighter quá đẹp đây này. Vâng, Twist có bắt được ai không đây? Vẫn đang có người kê lại và kêu lặng và đấm thẳng vào mồm của Twist luôn. Lợi thế người dành cho Heretic. Nhưng giờ góc kê của Lecro cùng với Red cũng đang là khá đẹp khi hai người đang phối hợp với nhau. Lecro sẽ là người hút đạn để cho Red gọi là cố gắng là xử lý về cuối. Nhưng Red lại là một headshot được kêu rồi. IMS kết thúc Lecro. Bây giờ Red bắn yếu được cả hai, anh ta đang khá yếu máu. IMS vâng một khẩu Bison thôi. Tạch. Bây giờ thì lại tràn vào để bắn nhau ở mini với Lucky. Lucky bắn rất khéo, có được một mạng mà lại lùi về được thành công rồi. Một góc kề rất đẹp dành cho anh. Các thành viên của team Heretic họ đang phối hợp với nhau khá tốt, nhưng Maka thì đã bị bắt lại. Và Nock di chuyển rất nhanh, nhưng có ai kề lại vị trí của Nock không đây? Nock làm cho mình được cái mạng thứ 3 rồi. Chứ đó là double kill dành cho Nock. Chúc mừng anh với 4 mạng ở trong một trận đấu bên phía của team Heretic họ bắn hay như thế này. IGMS bỏ qua quả smoke, có được cái mạng của Plovsky, không có được cho chúc mình. Mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nó có mạng thứ 5 nhưng Kiyoshima đang đẩy. Chúc mừng nó là mạng thứ 6 rồi. Mạng thứ 6 dành cho vị trí của Nock rồi. Bây giờ Lucky ở đâu nào ra đây để Nock kiểu cả trận không bắn được thì cuối làm cuối một game quả ấy. Làm một phát cho nó gọi là phấn khởi. Phấn chấn cái tinh thần. Nock đang phi rất nhanh lên khu vực A long. Có ai cản lại không nào? Lucky đang đứng một mình ở đây. Nhưng mà Nock là người kết thúc đi là Lucky. Một tình huống phi rất lao đến từ bên phía NIP. Lecro bị KMS bắt lại rồi nhưng Nock lại làm đôi. Kiyoshima headshot được Red trước đó. Tình huống vẫn đang là 3v3 mà thôi. Kiyoshima không thoát được khỏi Nock đâu. Và đó lại là triple kill dành cho Nock rồi. IKBS đang bỏ đằng sau vị trí của Twist. Và anh ta có thể bắt được Twist trong tình huống này nếu anh ta cắt một khoảng timing hợp lý. Và đây rồi, một mạng, không có mạng thứ hai dành cho IKBS. Rất đáng tiếc và tình huống được đưa về là 1v2 cho Maka của Lucky. Chào đến Kyo với IKBS là người có mạng rồi. Red tiếp tục IKBS thành công. Kyo đang hơn kẹt. Và đó là double kill dành cho vị trí của Red. Nhưng Lucky anh trả lại xuất hiện ở phe chỉ là đổi một đến Lucky mà thôi. Tình huống đưa về là 2v2. Rồi phi qua luôn khỏi mini đến cho Maka. Maka bắt lỗi rất nhiều. Hai thành viên của NIP yếu rồi. Nivera biết điều này, anh ta rút ra một khẩu USP. Nhưng có thể làm được hay không đây? Nivera trong một tiếng clutch 1v2. Nhìn thấy cái mông của người trong sai rồi. Nivera vừa được tình huống là 1v1, có một khẩu AK hoàn toàn có thể làm được đến từ anh chàng này. Rex đã di chuyển sang vị trí khác rồi. Nivera liệu rằng có biết đến không đây? Thôi GG rồi, 16-10. Tôi chỉ đoán lệch một round mà thôi. Chờ, bắt buộc là phải chờ đối phương đặt C4 thôi. Không thể đánh lô được quá nhiều. Bây giờ thì Kiyoshima sẽ đặt bom dưới khu bộ bom xe B thôi. Sẽ là một tình huống quắc về đến từ vị trí Twist. Và tôi đang dự đoán, có một dự đoán là Twist sẽ chiến thắng trong tình huống 1v1 này. Chỉ nghĩ sao? Tôi nghĩ là không được đâu. Anh ta không có giáp mà lại còn khá là yếu máu nữa. Nhưng mà có smoke và kit. Ăn 2 viên USP vào người có lẽ sẽ phải chết thôi. Nhưng bây giờ thì Kiyoshima đang đứng luôn trong side rồi. Rất hách não. Ôi ôi. Nhưng mà vừa khen lại đứng kiểu đấy vừa nhỉ? Khen đứng hách não xong ông này lại can lộ ra luôn để cho ông Twist bắn nữa. Bình thường người ta đứng cái góc nào mà nó không hở lưng đi. 1v1 thì đứng cái góc nào nó không hở lưng trốn đi là được. Nó xử lý đó. Chắc là anh ta không nghĩ được là Twist đi về cái đường đó mà anh ta nghĩ rằng đối phương đi về từ connector. Vâng, cảm ơn bạn Huỳnh Phước vừa rồi đưa tình huống về là 2v3. Đến hai người thì bay đến từ về phía team NIP. Maka đi qua luôn. Láo nhào không thể được với cả Polovsky. Hai thành viên của bên phía team NIP yếu máu rồi. Vâng, vừa rồi là một quả net rất tốt đến từ Lucky. Và liệu Lucky có thể làm được hay không? Đây, chỉ cần 2 viên DE thôi. 2 viên DE mà thôi. Lucky có vẻ như cũng dần đoán được vị trí của đối phương rồi. Khi mà khá là lâu thì chưa thấy đối phương bò lên bánh. Bây giờ thì có smoke vào che bánh khá là kín đây. Vâng, nhưng Lucky vẫn chưa bị lộ vào một mạng rồi. Bây giờ Lucky anh ta chưa biết được Blosky ở đâu đang spam. Và thơ bap không trúng. 16-3 dành cho NIP, trời ơi. Và tên là Lucky nhưng mà lại là quá đen đổi.